Hello, xin chào tất cả bà con nha. Sẵn tết con máy thông chốt luôn nha. Chạy em ấy, điện một pha một to lớn luôn. Con này chắc 5 ngựa luôn, bự. Một pha 220. Con này hành trình lên xuống 1,5 tấn nha. Mình chia cặp 200 cao hết rồi, còn cao hết nhiều. Một mét rưỡi vào đây. Đây tắt đây rồi. To to lắm luôn. Hello, chào tất cả bà con nha. Đây em tắt cái con máy thục chốt nha. Turret. Con này vệ sinh sạch sẽ hết rồi nha, hoạt động ok nha. Turret. Còn dầu luôn nha. Này đưa ra kho sau nha, tắt cái đưa ra kho sau nha. Anh em nào có nhu cầu thì có gì ở lâu. Con này hành trình tới 2 tấc nha. Có bóng đèn riêng của nó luôn. Bơm đang chạy nha. Này ba pha 308. Bơm 230 cho thuận. Cái đĩa chia là 400. Mỗi đĩa chia luôn nha. Rồi ngang cái đế trên nè, 5,5 tấc. Ngang được 4 tấc. Này con này tâm cao nha. Để đưa cái bộ chữ thập này lên nha. Cái này có quay lên xuống là cái này nè. Con này cao hình như là 2 mét mấy. Cao luôn tới cái cái thùng dầu là 2 mét. Cao 2 mét 2, 2 mét 3. Nhưng mà cái tâm chốt này thì đất lên cái chỗ chốt này là có 1,4 mét thôi nha. Có 1,4 mét thôi. Rồi nhấn nghe nó chạy coi. Này thục chốt lớn của mỗi tư nha. Tranh cử hành trình ở đây nha. Tầm mà 4 mấy, phi 4 mấy. Bàn dưới à. Bàn dưới tới mít 1 mốt. Sâu máy là 1,2 mét. Mét 2, mét 1, 2 mét 2. Đó, này đưa ra không có sao luôn nha. Này còn lên xuống. Bộ chữ thập này thì gác lên thôi. Này lên xuống nữa nè. Còn tâm còn cát khá cao luôn á. Rồi, chốt thì này có xoay độ luôn rồi. Rồi tắt đây, bỏ đưa qua con kia, tắt con kia luôn đi. Ngay sẵn tắt con máy quay luôn nha.
ai mới quay cho anh em xem luôn. Lát quay tiếp cho anh em xem nha. Anh em cần mới quay được gì đó luôn. Đây test hai con luôn.